Ở trên địa bàn phường Chính An có chương trình gì thì thực ra là phường Chính An rất còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nói chung là Sơn La mình miền núi còn nhiều chỗ lắm, không có gọi là không có xe để tặng thôi, chứ còn trường hợp thì gọi là không xuể. Đấy đúng rồi ạ, rất nhiều. Thôi thì là thật. Và thôi thì nhiều khi là duyên đến với ai thì người đấy được thôi, chứ giờ cũng không biết lựa chọn ai cả. Thôi thì cái lúc nào có thì cứ đưa đăng lên, thì không may gặp duyên với bạn nào thì bạn đấy được thôi, chứ cũng không ní, không mình cũng không thể nào mà hết được ấy. Đấy đấy, hoặc là ai có một cái trường hợp nào nó đặc biệt thì có thể ấy ngay được. Và bây giờ là đến tiết mục lấy xe để xe đã được cho lên thùng rồi, em mang đi tặng cho cháu bạn cá phường Trường An, thành phố Sơn La. Chiếc xe cũ còn rất là mới. Đây là cửa hàng của em, ra đi ra Mai Châu 461 Chu Văn Thịnh. Phường Trường An để đến gia đình cháu để tặng. Chiếc xe đang sau thùng. Đây là khu vực bản cá. Ủy ban xã này, mấy người đang đứng này, chị quản viên này. Đang được một chị ở ủy ban phường cô đưa đến nhà tặng. Hôm trước bà đi nhặt ve chai qua cửa hàng để kể, thấy thương thương về hoàn cảnh, hỏi và xin bà. Hôm trước bà ra đi qua đấy thì cháu lấy số điện thoại và mời anh chị em vào trong nhà. Vâng, để cháu lấy cái xe xuống trước đã. Đã chuẩn bị tặng trường hợp cháu này còn tự kỷ nữa cơ. Đúng không bà nhỉ? Đấy thì hôm bà đi qua đi nhặt cái chai cho cháu thì lúc em đang đi ship. Không, lúc nãy mình quay xe. Mua xe góp mãi chẳng có tiền à? Đấy, góp mãi chẳng có tiền. Đẹp đấy, những cái xe mới mà 2-3 triệu là không thể bằng con này được đâu. Thì con này tôi mua là cả những cái đồ này là 6 triệu đấy. Bây giờ đang chân à? Ở bên phường thì chị cũng giới thiệu, chị đây là chị Lò Thị Bua, phó chủ tịch ủy ban phường, thì là đại diện của bên phường cũng như là bên cửa hàng xe đạp, mà hôm nay là chương trình là tặng xe cho bà nhé, tặng xe cho cháu nhà bà. Vâng. Kết nối để tặng một cái xe là những xe khác thì của cháu thì cháu nhận, xe này là cháu chỉ là đi cho cháu rồi cháu đi sửa đăng lại. Vâng. Thế nên là cháu thì có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
và cũng gia đình cũng đang khó khăn nên là cũng qua kết nối của cửa hàng và cửa hàng xe đạp Mai Châu chỗ Bản Lầu là hôm nay là có chương trình là tặng quà cho cháu và gia đình là gia đình chính sách là trên địa bàn phường Trường An có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì là với những hoàn cảnh như vậy thì chúng cháu cũng luôn quan tâm và giúp đỡ, thì phối kết hợp với cửa hàng xe điện Mai Châu Bản Lầu là quan tâm và tặng quà cho gia đình và cháu. Đi mà cháu mà đi có vấn đề thì cháu không biết cửa hàng không? Chắc cũng có biết rồi đó. Có vấn đề gì thì cứ mà qua các chú sẽ chỉnh sửa cho nhá. Thử cái ảnh xin ảnh. Chị cũng phải chụp vài cái này. Đi thử à, thôi được nói chuyện này. Học lớp mấy? Lớp 7 à? Cháu đi thử đi. Thử test cái xem nào. Có biết dùng số không? Có à? Ờ rồi thôi cứ đi đi. Đấy, giờ cháu đang test thử. Đó, học lớp 7 nhá. Cứ đi xuống dốc xong rồi lại... Quay lên đi. Quay lên đi Nam ơi. Đang đạp lên dốc. Thế đấy. Phải biết cách về số. Đang về số chưa đúng rồi. Rồi để chú chỉnh lại cho. Số nó đang chưa xuống hết. Đây, xe đẹp khung nhôm ấy, phải khung sắt đâu. Đấy, có xe đi học đỡ phải đi bộ à? Bình thường chắc đi bộ quá. Ờ còn không nhỉ? Cái đấy cũng còn rẻ hơn con này một chút đấy, con này còn đắt tiền hơn đấy. Lớp 4 rồi mà. Trên địa bàn phường Trường An có chương trình gì thì thực ra là phường Trường An rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nói chung là Sơn La mình miền núi còn nhiều chỗ lắm. Không có, gọi là không có xe để tặng thôi, chứ còn trường hợp thì gọi là không xuể. Đấy đúng rồi ạ, rất nhiều. Thôi thì là thật. Và thôi thì nhiều khi là duyên đến với ai thì người đấy được thôi, chứ giờ cũng không biết lựa chọn ai cả. Thôi thì cái lúc nào có thì cứ đưa đăng lên, thì không may gặp duyên với bạn nào thì bạn đấy được thôi, chứ cũng không ní, không mình cũng không thể nào mà hết được ấy. Đấy đấy, hoặc là ai có một cái trường hợp nào nó đặc biệt thì có thể ấy ngay được. Và hết 12 là được, quá đẹp. Đi được mà. Đấy, nhớ là đi mà thấy nó kêu cu chú chặt thì cháu cứ đạp mang ra nhá. Thì mang ra chỗ cửa hàng chú chỉnh cho.